Leo Ngân Anh, từ hoa hậu cá dọn bể đến giảng viên đại học đi xe 8 tỷ ở nhà rộng 280m², bị ném đá gắn với danh xưng hoa hậu cá dọn bể. Tối 28 tháng 10 năm 2017, tại nhà hát Hòa Bình, Leo Ngân Anh, cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua 29 thí sinh để đăng quang ngôi vị hoa hậu đại dương 2017. Leo Ngân Anh sinh năm 1995, cao 1m74, nặng 50kg, số đo 3 vòng 85-58-94. Tốt nghiệp trường quốc tế Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh và dự định học master tại Anh. Ngân Anh được ban tổ chức giới thiệu thành thạo nhiều ngoại ngữ. Tuy nhiên, phần thi ứng xử bằng tiếng Anh của cô nàng nói khá lắp bắp và thiếu trôi chảy. Nhiều người cũng nhận xét rằng nhan sắc của Ngân Anh không nổi bật bằng các cô gái khác trong top 5. Ngay sau đêm chung kết, khi được phỏng vấn, Ngân Anh thừa nhận từng nâng mũi nhưng đã tháo ra trước khi đăng ký dự thi. Còn môi của cô hoàn toàn là tự nhiên, càng khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa. Giữa thời điểm tranh cãi nổ ra, cựu Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo tuyên bố từ nay không là Hoa hậu Đại Dương 2014 nữa và sẽ làm những việc xứng đáng hơn. Trước đó, người đẹp này đã bày tỏ thái độ không phục tân Hoa hậu Ngân Anh và tố ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 đã thiếu tôn trọng khi loại bỏ tên cô khỏi những nhân vật trao vương miện trong đêm chung kết. Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, Leo Ngân Anh đứng trước nguy cơ bị tước vương miện. Tuy nhiên, người đẹp vẫn kiên quyết khẳng định, tôi không sợ bị tước vương miện vì có đủ bằng chứng chứng minh vẻ đẹp tự nhiên của mình. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 cũng đưa ra phản hồi không tước vương miện của Leo Ngân Anh. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn không ngừng bàn tán về đôi môi sưng phồng khó hiểu của Leo Ngân Anh. Nhiều người còn đặt cho cô biệt danh Hoa hậu cá dọn bể. Kiện ngược cục nghệ thuật biểu diễn vì không được thi quốc tế. Sau cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, Leo Ngân Anh đã xin giấy phép tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa Miss Intercontinental năm 2018 nhưng bị từ chối vì trước đó cục đã hủy bỏ kết quả đối với thí sinh Leo Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Phía người đẹp này sau đó đưa ra một quyết định đầy tranh cãi, đó là ủy quyền cho luật sư làm hồ sơ khởi kiện cục nghệ thuật biểu diễn, đồng thời khẳng định sẽ dự thi Hoa hậu Liên lục địa. Lý lẽ của phía Leo Ngân Anh cho rằng văn bản này là một quyết định hành chính trái pháp luật vì đã ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Leo Ngân Anh. Vì hiện tại, cô vẫn đang là đương kim Hoa hậu Đại Dương 2018, nên Leo Ngân Anh đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện cục nghệ thuật biểu diễn lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Leo Ngân Anh khẳng định cô sẽ lên đường tham gia tranh tài tại Hoa hậu Liên lục địa. Điều này đang khiến dư luận tranh cãi nảy lửa. Leo Ngân Anh cũng phải nhận nhiều bình luận trái chiều cho rằng người đẹp này đang quá bất chấp và liều lĩnh. Tạo cơn địa chấn ở Miss Intercontinental, Hoa hậu Liên lục địa 2018 với loạt scandal. Với sự thể hiện khá tốt trong đêm chung kết, cuối cùng chân dài sinh năm 1995 đã cán đích ở vị trí Á hậu 4 chung cuộc. Nhưng trớ trêu thay, danh hiệu đó lại bị lu mờ bởi hàng loạt sự cố đáng tiếc ngay khi đêm chung kết khép lại. Đầu tiên, trong phần thi trang phục dạ hội, thiết kế của Ngân Anh được cư dân mạng cho rằng có nhiều điểm tương đồng với chiếc đầm mà Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2018 Katia Nagray từng trình diễn trước đó. Chưa kể, cách tạo dáng của nàng hậu cũng bị cho là đạo nhái đàn chị. Ngay lập tức, cô bị tố ăn cắp ý tưởng, cố tình giở chiêu trò để thu hút truyền thông. Những tưởng chiếc váy bị cho là đạo nhái sẽ giúp Ngân Anh tỏa sáng ngang hàng như đàn chị trước đó, song một trường hợp hy hữu lại xảy ra lần thứ ba khi cô trình diễn. Cụ thể, khi bước xuống bậc thang vì độ xẻ tà quá mức nên vô tình để lộ nội y. Hình ảnh này nhanh chóng lọt vào ống kính khiến đại diện Việt một lần nữa bị chê bai. Tranh cãi tiếp tục bủa vây khi Ngân Anh bị chính người thầy dạy catwalk tố mua giải. Cụ thể, ở phần thi ứng xử với câu hỏi chung cho các thí sinh là bạn nghĩ thế nào về thành công, Leo Ngân Anh ghi điểm với màn bắn tiếng Anh trôi chảy như học thuộc bài khiến công chúng bất ngờ. Cô nói, với tôi, thành công có nghĩa là định nghĩa được bạn là ai, mục tiêu bạn muốn đạt tới và cách bạn đạt được mục tiêu đó. Với tôi chế ngự nỗi sợ hãi của bản thân để hoàn thành giấc mơ của mình. Tôi là nạn nhân của sự bắt nạt, nhưng hôm nay tôi đứng đây trước các bạn để cho thấy sức mạnh của sắc đẹp và mong muốn giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Liền ngay sau đó, chuyên gia đào tạo cho các hoa hậu ở nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế, Angel Santos đăng đàn dòng trạng thái tố giác Ngân Anh đã tập luyện câu trả lời trước khi bước vào đêm chung kết. Ngoài ra, vị chuyên gia cho biết thêm rằng kết quả Hoa hậu Liên lục địa 2018 không công bằng và không đúng với diễn biến thực sự. Điều đó đồng nghĩa với việc Tố Ngân Anh đã đi cửa sau. Cuộc sống đáng mơ ước sau 4 năm đăng quang trong thị phi. Trở lại thời điểm đăng quang năm 2017, Leo Ngân Anh đã vướng phải không ít những ồn ào xung quanh những tranh cãi liên quan đến ngoại hình hay những phát ngôn không đáng có. Hoa hậu Đại Dương 2017 từng chia sẻ 6 tháng đầu sau khi được trao vương miện là thời gian bản thân cảm thấy chênh vênh lạc lõng nhất. Xác định tính cách của mình không phù hợp để phát triển lâu dài trong môi trường showbiz, nàng hậu sinh năm 1995 dành thời gian chỉ để tập trung vào học tập và phát triển sự nghiệp riêng. Trong một thời gian dài, Ngân Anh gần như biến mất hoàn toàn khỏi showbiz. Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Suffolk, Anh, cô bắt đầu làm việc tại một công ty về đầu tư và tư vấn tài chính ở vị trí quản lý phát triển dự án. Đầu năm 2020, Ngân Anh nhận lời mời giảng dạy khoa quản trị sự kiện ở Đại học Hoa Sen. Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, trở thành giảng viên đại học, tôi nhận được sự tôn trọng, công nhận trong năng lực và kiến thức của mình.
tiếp cận với môi trường giáo dục khiến tôi thôi thúc phải trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Tôi cập nhật không ngừng những kiến thức mới, tiếp xúc với sinh viên cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, hiểu biết sâu rộng hơn về đời sống và xu hướng hiện nay. Tháng 8 vừa qua, Ngân Anh tiếp tục nhận thêm một tin vui nữa khi được thăng chức trở thành giám đốc chương trình quản trị sự kiện kinh tế thể thao của Đại học Hoa Sen. Tuy nhiên, cô tiết lộ ban đầu cô đã từ chối đề nghị này vì cảm thấy trách nhiệm công việc khá nặng và sợ rằng bản thân không làm tốt, cũng như sợ mình không đủ thời gian, tâm sức dành cho sinh viên nữa. Từ khi về trường, Ngân Anh không định hướng mình giữ gìn hình ảnh hoa hậu khi đến trường, mà thay vào đó hình ảnh mình thể hiện trước đồng nghiệp sinh viên, đúng với tinh thần trách nhiệm, quy tắc đạo đức của nghề giáo. Thật ra tính cách của Ngân Anh cũng không thích ồn ào nên mình không quá áp lực. Có chăng hình ảnh bên ngoài của mình cũng đã dần gắn với công việc giảng viên trên mạng xã hội nên có những bạn sinh viên trường khác yêu mến mình khá nhiều, Ngân Anh tâm sự với Thanh Niên. Bận biểu với công việc trên trường, thi thoảng Hoa hậu Đại Dương 2017 vẫn dành thời gian tham gia các sự kiện của showbiz. Phải nói rằng, cuộc sống của Ngân Anh hiện tại chính là cuộc sống của nhiều người mơ ước. Trong cuộc sống cá nhân, cô vốn được biết đến là một nàng tiểu thư nhà giàu, sống trong căn hộ quý tộc rộng 280m². Gần như các không gian trong nhà đều được Ngân Anh tận dụng là nơi chụp ảnh check-in, nên cô khá cầu kỳ trong việc lựa chọn nội thất để trang trí. Các phòng chức năng trong căn hộ như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều rộng rãi và được nhấn nhá bằng nội thất hàng hiệu. Đầu năm 2021, Ngân Anh khoe mình vừa tậu siêu xe thuộc dòng Maybach Mercedes S450 siêu sang có giá 8 tỷ đồng để tự thưởng cho những nỗ lực của bản thân. Cô tiết lộ, mình đã dùng số tiền thưởng Tết cùng với một khoản tiết kiệm của bản thân để mua món quà này. Ngoài ra, Leo Ngân Anh còn là tay chơi hàng hiệu có tiếng. Cô không ngại khoe những chiến tích mua sắm của mình trên trang cá nhân như Chanel, Versace, Prada. Sau 4 năm đăng quang, từ nàng hậu thị phi, Leo Ngân Anh dần lấy lại thiện cảm của khán giả nhờ học vấn cao và cuộc sống bình lặng, ít ồn ào.